Các em học sinh lớp 11 nè, các con các em lên lễ đài ha. Đó là những em đã hoàn thành khá tốt nội dung của lớp 1 của năm học 2015-2016. Thạc Thị Ngọc Quyền, Cao Thị Ngọc Ngân, Lê Thập Nhân, Thạc Thành Tiến, Thạc Thị Quỳnh Trâm và các học sinh lớp 1-2 Dương Nguyễn Thư, Nguyễn Quỳnh Bọc Thảo Mai, Quỳnh Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Tường Duy, Nguyễn Thị Yến Ngọc và các học sinh của lớp 1-3 Sơn Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Sơn Lý Minh Nguyệt và em Thạch Thị Kim Khoa. Xin trân trọng kính mời cô Ngô Thị Ánh Nhung, phó trưởng khối của khối 1 lên để trao cái giấy khen và phần thưởng cho các em đã hoàn thành khá tốt nội dung các môn học của năm.
hôm nay mà nếu trường hợp mà các em học sinh mà có lên nguồn những hình tưởng đó, có vắng á, thì giờ như biểu diễn ta giữ lại và có thể là phát sao cho các em. Rồi, sau đây xin tinh thần cùng mạng các em của học sinh của cô bố đã làm thành các tốt của những môn học và tiếp tục qua đại đài những bạn của các em. Tiếp theo học sinh lớp 41 Hạc Thị Vân Đà, Cao Trần Văn Khoa, Dương Thị Tú Ngân, Hạc Thị Ngọc Dư, Hạc Đa Ni, Quỳnh Phương Nguyên, Hạc Anh Tú, Lê Ngọc Thảo Vi và em Hạc Thị Thu Thảo và các em học sinh của lớp 42 Nguyễn Thị Kiều Linh, Hồ Ngọc Huyền Trân, Phương Đức Vũ, Tô Tường Vi, Bùi Thị Anh Thơ, Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thị Quỳnh Như và em Dương Văn Vũ Lam và các em học sinh của lớp 43 Nguyễn Quốc Huy, Thạch Thúy Nhân, Thạch Thị Quỳnh Thanh và em Thạch Thị Ngọc Trung. Xin chân thành mời ba giáo viên chủ nhiệm của lớp của khóa 4 chúng ta lên để phát cái khen và thành thưởng cho các em. Xin chân thành mời thầy cô của lớp khóa 4.